Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tờ giấy bí ẩn ghi lại 13 lần chuyển tiền chạy án vụ chuyến bay giải cứu. Lời sau cùng, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng nói gì? Lâm Đồng yêu cầu tạm đình chỉ hai chủ tịch xã vì để xảy ra vụ phá rừng thông. Có thí sinh đăng ký hơn 100 nguyện vọng trong kỳ tuyển sinh đại học 2023. Tổng thống Ukraine tuyên bố cầu Crimea là mục tiêu quân sự. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong phần đối đáp phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu về số tiền 350.000 USD, Viện Kiểm sát cho biết tài liệu điều tra thể hiện có tờ giấy bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng ghi lại chi tiết, ngày tháng, số tiền của 13 lần chuẩn bị và đưa cho Nguyễn Anh Tuấn. Trong đó, ghi rõ, ngày 12 tháng 10 năm 2022, Hằng đưa 250.000 USD và đến ngày 18 tháng 11 đưa tiếp 100.000 USD. Theo Viện Kiểm sát, các dữ liệu trên phù hợp với thời gian bị cáo Tuấn khai nhận ứng số tiền 100.000 USD khi Hằng chỉ chuẩn bị được 200.000 USD và đưa cho cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng vào đầu tháng 11 năm 2022, trước khi Hưng bị COVID-19, mặc dù xác định số tiền mà Hằng và Lê Hồng Sơn đã bỏ ra thông qua Tuấn đưa cho Hưng nhờ chạy án là hơn 2,2 triệu USD, nhưng cơ quan điều tra cho rằng chỉ đủ căn cứ kết luận cựu trưởng phòng an ninh đã cầm 800.000 USD và chiếm đoạt. Chiều muộn 21 tháng 7, phiên tòa xử đại án chuyến bay giải cứu kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghị án, hội đồng xét xử cho các bị cáo được nói lời sau cùng. Bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên Bộ Công an vẫn khẳng định mình bị truy tố oan. Bị cáo Hưng nói sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để tìm lại sự trong sạch của bản thân. Bị cáo Hưng luôn tin tưởng rằng với tinh thần thượng tôn pháp luật, kinh nghiệm xử án, sự quyết đoán, bản lĩnh của những người cầm cân nảy mực, bị cáo tin rằng hội đồng xét xử sẽ có cái nhìn thấu đáo, phân tích thận trọng, khách quan, đầy đủ toàn diện. Trên cơ sở đó sẽ đưa ra một phán quyết chính xác nhất, đúng quy định của pháp luật nhất, đảm bảo tránh oan sai. Hôm qua ngày 21 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cư Quyên tổ chức khen thưởng đột xuất các cá nhân tập thể tham gia truy bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan vụ khủng bố rạng sáng 11 tháng 6 đang lẩn trốn trên địa bàn huyện. Tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương, trao tặng giấy khen cho các đơn vị gồm Phòng An ninh Nội địa, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Cư Quyên, Công an xã Ea Cà Tu cùng 5 người dân đã có thành tích xuất sắc phát hiện, truy đuổi và bắt giữ 3 đối tượng vụ truy nã đặc biệt đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Cư Quyên. Hôm qua 21 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản hỏa tốc yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Ngãi và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Phú. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo của hai địa phương này bị đình chỉ để kiểm tra, xem xét làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc để xảy ra vụ phá rừng thông trên địa bàn. Trước đó vào đầu tháng 7, lực lượng chức năng phát hiện hơn 250 cây thông ba lá có tuổi đời từ 25 đến 40 năm tuổi tại các xã Lộc Phú và Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, bị khoan lỗ bơm hóa chất hay còn gọi là ken gốc nhằm triệt hạ. Tại lâm phần thuộc quản lý của công ty cổ phần Hà Phong xã Lộc Ngãi, lâm tặc đã khoan lỗ, đổ hóa chất đầu độc rừng thông tại các lô 5 và 6, tiểu khu 64. Qua kiểm đếm có khoảng 90 cây thông 30 đến 40 năm tuổi chết khô. Tổng diện tích rừng bị tác động 5.600 m2, tổng trữ lượng lâm sản hơn 103 m khối. Chiều qua 21 tháng 7, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự tạm giữ Phạm Hữu Tùng, sinh năm 1998, có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, đăng ký thường trú ở quận Đống Đa, Hà Nội, sống lang thang. Cao Văn Long, sinh năm 2006, có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội, về hành vi trộm cắp tài sản. Công an xác định, vào khoảng 0 giờ ngày 17 tháng 7, Long và Tùng đi bộ đến trước cửa hàng tiện lợi Circle K, phố Ao Sen, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thì phát hiện có một xe máy nhãn hiệu Honda Way không khóa cổ nên tìm cách đấu điện, nổ máy được chiếc xe. Trộm được xe, Long nhắn tin cho Lê Văn Tuyên để trao đổi về việc bán chiếc xe máy vừa trộm cắp. Tuyên đồng ý mua với giá 5,8 triệu đồng, nhưng Long nói với Tùng chỉ bán xe được 1 triệu đồng và cho Tùng 400.000 đồng.
Làm việc với cơ quan công an, Long khai từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2023 đã thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy và luôn chia lại cho bạn trộm số tiền nhỏ hơn thực tế mình nhận được. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo, cho biết tính đến hết ngày hôm qua 21 tháng 7, có trên 390.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống, chiếm gần 40% thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Các địa phương có số lượng thí sinh đăng ký lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, địa phương có thí sinh đăng ký so với thí sinh dự thi tốt nghiệp cao nhất là Bình Dương. Từ số liệu này, bà Thủy khuyên thí sinh nên tranh thủ đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ trong thời gian tới, không nên đợi đến ngày cuối mới đăng ký vì dễ bị ngãn mạng. Hiện trên hệ thống có tới 72.000 thí sinh chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng, nhưng có thí sinh đăng ký hơn 100 nguyện vọng. Xin được chuyển sang các thông tin quốc tế nổi bật trong ngày. Mời quý vị cùng theo dõi. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Quế Chi, 36 tuổi, ngụ quận Hải Châu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, khoảng cuối năm 2028, Chi có vay của ông HQV, tên viết tắt, số tiền 200 triệu đồng để kinh doanh, hàng tháng trả lãi 8 triệu đồng. Đến khoảng cuối năm 2019, do làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả tiền nên Chi nảy sinh ý định lừa đảo. Chi đưa ra thông tin gian dối là cần tiền làm đáo hạn ngân hàng nên muốn vay thêm tiền và được ông V đồng ý. Từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2022, Chi nhiều lần nhận của V với tổng số tiền 9,8 tỷ đồng rồi dùng tiền này để trả tiền gốc và lãi cho ông V. Hiện Chi còn nợ ông V số tiền hơn 893 triệu đồng. Cùng với thủ đoạn tương tự, Chi đã lừa nhiều nạn nhân khác. Khoảng 16 giờ chiều qua 21 tháng 7, người dân phát hiện kho hàng chứa đồ nhu yếu phẩm trên đường Lê Đại Hành, phường Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai bốc cháy dữ dội. Ban đầu người dân tìm cách dập lửa nhưng không thành, đám cháy tiếp tục lan rộng, cháy lan sang hai nhà bên cạnh. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Thiệt hại vụ cháy chưa được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Hôm nay ngày 22 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu cho một trường hợp hy hữu sốc phản vệ sau khi bị kiến đốt. Bệnh nhân là chị NTT, tên viết tắt, 39 tuổi, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ. Cách đây 4 ngày, chị T bị kiến đốt vào vùng vai trái gây ngứa khắp cơ thể. Sau khi điều trị tại nơi khác không khỏi, người bệnh đã vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị T bị sốc phản vệ độ 3. Sau 12 giờ dùng thuốc điều trị theo phác đồ chống sốc của Bộ Y tế, các triệu chứng của người bệnh đã thuyên giảm và sức khỏe đã dần ổn định. Lực lượng tìm kiếm nạn nhân và người dân đã tìm thấy 3 người bị đuối nước trên sông Lam. 3 người là Trần Văn Hải Đăng, 12 tuổi, trú xã Thạch Sơn, cùng hai anh em ruột là Hoàng Hữu Quang, 17 tuổi và Hoàng Hữu Trường, 12 tuổi, đều ngụ xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Trước đó vào chiều 20 tháng 7, khi được nghỉ hè, các em Quang, Trường đang rủ nhau đi chơi. Tuy nhiên, khi không thấy các con đi chơi trở về, bố mẹ các em đã đăng hình ảnh trước đây chụp chung gia đình lên mạng xã hội để tìm kiếm các con. Nhiều người dân chung tay tìm kiếm, chia sẻ hình ảnh, nội dung tìm kiếm 3 học sinh mất tích và cầu mong điều kỳ diệu đến với các em. Tổ công tác đội cảnh sát kinh tế, công an quận Long Biên, Hà Nội vừa phối hợp với công an phường Việt Hưng, quận Long Biên tuần tra và phát hiện một đối tượng nam giới đứng cạnh 5 thùng cát tông trước sảnh một tòa nhà chung cư phường Việt Hưng có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong 5 thùng cát tông nêu trên đựng 228 cây thuốc lá điếu, nhãn hiệu ghi chữ nước ngoài không có tem thuốc lá nhập khẩu. Một cây thuốc lá có 10 bao loại 20 điếu thuốc lá. Làm việc với lực lượng chức năng, đối tượng khai nhận là Vũ Công Hoàng, sinh năm 1996, trú tại P311N03, ngách 37, ngõ 167, Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Hoàng khai nhận toàn bộ số thuốc lá điếu nêu trên là thuốc lá ngoại nhập lậu và được Hoàng đang đem bán cho khách với giá hơn 44,5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong lúc đối tượng đang chờ khách mang tiền đến giao dịch thì bị tổ công tác bắt quả tang. Sau đây là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 21 tháng 7, trong cuộc họp của Diễn đàn An ninh Aspen tại thủ đô Washington, Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cầu Crimea do Nga xây dựng là mục tiêu quân sự, do đó Ukraine phải vô hiệu hóa công trình này. Theo ông Zelensky, cầu Crimea là tuyến đường cung cấp đạn dược cho xung đột và điều này đang diễn ra hàng ngày. Công trình này đã quân sự hóa bán đảo Crimea.
Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cũng phủ nhận bất cứ liên hệ nào giữa vụ tấn công cầu Crimea và việc Nga quyết định rút khỏi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga vào hôm 21 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, Belarus là một phần của nhà nước liên minh. Việc gây hấn chống lại Belarus sẽ đồng nghĩa với gây hấn với Liên bang Nga. Nga sẽ phản ứng với hành động gây hấn này bằng tất cả các phương tiện có sẵn của mình. Ông chủ điện Kremlin cũng cảnh báo các nhà lãnh đạo Ba Lan đang lên kế hoạch thành lập một liên minh do NATO hậu thuẫn để can thiệp vào cuộc xung đột tại Ukraine và kiểm soát các khu vực phía tây Ukraine cũng như Belarus. Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông cáo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho hay, các quan chức tình báo Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành phân tích dữ liệu về các vụ phóng để tìm hiểu thêm về loại tên lửa được Triều Tiên sử dụng, cùng nhiều chi tiết khác có liên quan. Theo Yonhap, vụ phóng tên lửa hành trình được Triều Tiên thực hiện rạng sáng nay 22 tháng 7 diễn ra chỉ sau 3 ngày sau khi Bình Nhưỡng cho bắn hai tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Các vụ phóng tên lửa được Bình Nhưỡng tiến hành liên tục trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau khi Mỹ cho tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky cập cảng Hàn Quốc cũng như nhóm tham vấn hạt nhân Mỹ-Hàn Quốc nhóm họp vào đầu tuần này. Ngày 21 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử Dorot Lisa Franchetti đảm nhiệm vị trí tư lệnh hải quân. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, bà sẽ là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử hải quân Mỹ giữ chức vụ này và là người phụ nữ đầu tiên có ghế trong Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Bà Franchetti sẽ kế nhiệm Đô đốc Mike Gilday và trở thành tư lệnh hải quân thứ 33 của Mỹ. Tuy nhiên, bà Franchetti có thể sẽ gia nhập đội ngũ ngày càng đông đảo gồm các tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao, những người vẫn phải chờ đợi lâu nay để được phê chuẩn đảm nhiệm cương vị tiếp theo do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tommy Tuberville tiếp tục trì hoãn quá trình phê chuẩn các đề cử cấp cao trong quân đội. Bà Franchetti hiện giữ chức phó tư lệnh hải quân Mỹ từ tháng 9 năm 2022, tham gia quân ngũ vào năm 1985 và từng giữ chức tư lệnh lực lượng hải quân Mỹ tại Hàn Quốc, giám đốc chiến lược, kế hoạch và chính sách của Bộ Tham mưu Liên quân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!